Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay Giang Nam Audio lại lên sóng một cặp loa của hãng BNW. Cặp loa này thì phải nói là nó siêu đẹp anh em nhé. Nó về trong cái tình trạng nó đẹp xuất sắc luôn, nó đẹp trên 95%. Và cặp loa này thì phải nói là cái model này thì đẹp như thế này rất là hiếm gặp anh em nhé. Kể cả những cái chép này này, đa số những cái dòng đã về Việt Nam thì đa số những cái chép này có móp ít móp nhiều, nhưng cặp này bóng lộn luôn, không hề chưa hề xây sát gì hết, và là nó đẹp trên 95%. Model của cái cặp loa này là BWDM601S3, loa sản xuất tại anh em nhé. Và cặp loa này hiện tại em đang bán với giá là 10.500.000, loa bao zin bao đẹp anh em nhé. Và hiện tại em đang tạm ghép với con âm ly Kenwood. Và sau đây em sẽ mời anh em nghe thử chất âm của nó nhé. Và sau đây em sẽ tạm dừng để quay sơ qua cái cặp loa này để anh em xem nhé. Đầu tiên là cái cặp lưới của nó anh em nhé. Cặp lưới của nó thì là lưới zin,
lưới nhựa zin và đẹp xuất sắc, đẹp long lanh cành đào luôn. Đấy, con lưới rất đẹp đấy. Và con này cũng thế. Lưới zin và đẹp xuất sắc anh em nhá. Đấy, không có chảy xước gì hết. Và đến cái loa này thì loa em còn vẫn chưa chùi, hàng về còn dính xốp này. Em còn chưa chùi này. Đấy, đẹp xuất sắc luôn, đẹp long lanh luôn. Anh em để ý nha, cái dòng BVK này này. Đây chính là tép xịn của nó và cái tép zin. Và nó còn đẹp như mới anh em nhé, cái tép này này. Quan trọng nhất là cái tép. Tép nó hay bị móp á. Cái tép này cực kỳ hay dễ móp. Và cái tép này thì đặc biệt nó còn căng bóng và đẹp. Sau đây là cái mặt sau anh em nhé. Đấy, anh em để thấy mặt sau chưa? Góc cạnh siêu đẹp luôn. Model là DM601S3. Để anh em xem cặp đấy, chiếc bên này luôn nhé. Quay thực tế như này anh em cảm nhận cho nó dễ. Đây, cái tem của nó là tem nhôm, nhôm phay. BVK nhôm phay đấy. Và cái tép bên này cũng thế anh em nhé. Anh em cứ để ý đi, cái dòng BVK mà cái dòng hàng bãi về ấy, hàng mà hàng cái những cái model đời này ấy, thì hầu như những cái tép này nó rất hay bị va chạm và hay bị móp. Đấy, rất hay bị luôn, kể cả những cái cặp 450 triệu cũng vẫn hay dính. Những cặp này thì nó siêu đẹp luôn, đẹp long lanh anh em, không phải suy nghĩ. Em quay trước quay sau anh em xem. Anh em nào có nhu cầu sở hữu cặp này thì cứ liên hệ với em nhé. Em có giá công khai là 10.500.000 và bao zin, bao đẹp, bao chạy cho anh em. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ 0974 086 286. Xin cảm ơn tất cả anh em nhé.